À, cái chân này nè, sắp mặt chịu tận, chịu tận xa thà, tận mặt chịu tận xịt tận. Sắp bắt chết tác xa tha là nại chê tác xịt cặp. Có 19. Nè, 19 này, tâm 19 này coi như là tất cả cái tâm cái nó có thể sanh sanh chung với tất cả cái tâm tình hảo. Đây nè, tâm sở chung với tâm tình hảo. Đây, đây 19 này. Này, để này vô trước này. Đó. Vì mình đi vô sa ba chít ta sa tha ra na chít ta sik ka mời mời ức sư lên ngồi phía trước đi, gần nhất là mấy vị rồi tuổi già chứ mình ngồi trước dễ thấy. Rồi 19 đó, 19 này, Sattha, Sattha là gì? Sattha dịch là đức, đức tin, Sati là niệm, Hiri, hồ thẹn tội lỗi, Anotapa, ghê sợ tội lỗi, Alopa, Lopa là tham, Alopa là vô. Vô tham. A đô sắc. Đô sắc là sân. A đô sắc là vô. Vô sân. Tạc trắc. Này là đọc là tạc trắc mạch chất tạc tà. Tạc trắc mạch chất tạc tà. Hành xã. Mình dịch là hành xã hoặc là quân bình. À, quân bình. Quân bình. Kaya pasati. Kaya pasati. Kaya pasati. Thân an tĩnh. Thân ở đây là muốn an chỉ đến là tất cả tâm sở. Không phải là thân thể mình. Thân an tĩnh. Nè. Kaya pasati. Kaya pasati, thân an tịnh. Cái tâm sở này sanh với cái tâm sở nào làm cho tâm sở đó là an tịnh mới gọi là thân an tịnh. Citta pasati, tâm an tịnh, tâm sở này sanh chung với tâm nào làm tâm đó an tịnh mới gọi là citta. Chitta pasati. Kaya lahuta. Kaya lahuta. Thân nhẹ nhàng. Thân nhẹ nhàng. Nghĩa là tâm sở này sanh chung với tâm sở nào làm cho tâm sở đó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Chitta lahuta, tâm nhẹ nhàng. Nghĩa là
Tâm sở này sanh chung với tâm nào làm tâm đó nhẹ nhàng. À, kaya la hút tả, kaya la hút tả, kaya mút tục ta, hồi nãy hồi là hút tả nhẹ nhàng, kaya mút tục ta, thân nhu hòa, nhu hòa, thân nhu hòa, có nghĩa là tâm sở này sanh với tâm sở nào làm cho tâm sở đó nhu hòa. Citta mutta, có nghĩa là tâm sở này sanh với tâm nào làm cho tâm đó nhu hòa. Kaya kammanyata, kaya kammanyata, có nghĩa là tâm sở này sanh với tâm sở nào làm cho tâm sở đó uyển chuyển, uyển chuyển. Citta kammanyata, tâm yên chuyển, có nghĩa là tâm sở này sanh với tâm nào làm cho tâm đó yên chuyển. Kaya pa kunyata, kaya pa kunyata, thân thuần thục, thân thuần thục, có nghĩa là tâm sở này sanh với cái tâm sở nào làm cho tâm sở đó thuần thục, thuần thục. Citta pakunyata, tâm thuần thục, tâm thuần thục, nghĩa là tâm sở này sanh với cái tâm nào làm cho tâm đó thuần thục. Kayucukata, thân ngay thẳng, ngay thẳng, có nghĩa là tâm sở này sanh với tâm sở nào làm cho tâm sở đó ngay thẳng. Ngay thẳng ở đây muốn nói là về cái thiện, à, cái tâm thiện đó. 19 chết túc chú cà ta, tâm ngay thẳng, có nghĩa là tâm sở này sanh với tâm nào làm cho tâm đó ngay thẳng. Đó, đó là chính rồi. Cái này là mình nên để là virati cetasika. Virati. Virati cetasika. Đây. Cái tâm sở này, cái nhóm tâm sở này là có ba tâm sở, là ngăn trừ phần. Đấy, mình nói là ba tâm sở ngăn trừ phần. Ngăn trừ cái gì? Thân, khẩu và chánh mạng, hoặc là mình nói là cái tâm sở giới cũng được. Cái giới chỉ có ba cái tâm sở này thôi, này. Làm phần sự giữ giới này. Đó. Trừ đi cái thân ác, khẩu ác và trừ đi cái tà mạng. Nên là Samavacha, chánh ngữ. Chánh ngữ là gì? Không nói, không nói dối. Đó. Không nói dối. Không nói lời chia rẽ. Ba là không nói lời thô tục,
bố thì không có không nói. À, cái lời vô ích, cái đó là chánh ngữ. Rồi chánh nghiệp samma kammata để làm gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Cái đó là chánh nghiệp. Rồi chánh mạng, cái nghề mình là cái nghề chánh, chánh pháp. Cái nghề mình làm ăn không dính về cái, về cái ác ngữ, cái ác thân. À, mà nuôi mãn cái nghề nào mà không dính về cái nói dối này, không không nói, không dính về nói lời chia rẽ nè, thô tục nè, vô ích nè, sát sanh nè, à, trộm cắp nè và tà dâm nè. Chứ mà trừ đi cái nghề nào mà nó liên quan tới cái giới đó, phạm giới thì mình không làm. Cái đó gọi là chánh mạng đối với Phật tử tại gia. À, ngoài cái các vị tỳ kheo sư ni thì khác, chánh mạng là đi khất thực, đi khất thực hoặc là thí chủ người ta dâng lên thỉnh đi trai tăng này kia, cái đó là chánh mạng rồi. Nếu mình nuôi mạng bằng cái việc khác, làm thầy bói này kia, cái đó là gì? À, tà mạng, làm thầy thú cũng là tà mạng, mua bán cũng là tà mạng. Đối với tỳ kheo và sa di, làm ruộng, làm rẫy cũng là tà mạng đối với các vị tỳ kheo. Yeah. Làm cái gì mà đúng chạm tới cái giới mà Đức Phật đã ban thì đó là tà mạng rồi. Cái này là hai tâm sở vô lượng Phật, appamanya cetasika. Và lý gì vậy nè? Appamanya, appamanya cetasika. Cetasika này, này có hai. Appamanya cetasika, appamanya thiếu cái chữ a, đây appamanya cetasika. Appamanya là vô lượng, cetasika là tâm sở, như vậy là tâm sở vô lượng, tâm sở vô lượng có hai. Một là karuna bi, karuna kona kona đó, kona được ở đây người ta nói với chữ tâm karuna, karuna mà lâu nó mất đi karuna là thành kona kona, vậy đó karuna, karuna nó mất đi, mất đi nó lâu thành kana kana, đâu kana đâu bên tàu karuna là bi á, là bi á. Đây là mình nói á, mình nói với chữ tăng á, mình nói gì karuna sau này mất đi thành kana kana, không có ý nghĩa kana.
À. Này thí chủ Karuna lục cha. À. Karuna sư. Dạ. Thì ta gọi, gọi mình trả lời với chư tăng á. Để mà chư tăng gọi mình á, mình trả lời thì bằng cái Karuna. Karuna. Mà sao này thành? Thành gì? Karuna. Karuna. Karuna lục chạy. Đó. Không có ý. Mấy cái từ mình xài lâu nó thành sai. Mà mình cũng biết ý nghĩa đó, như là ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Thấy không? Người kinh cũng như người Khmer, chẳng bực, chẳng trọng, chẳng thằng ngày trọng, nó chẳng thằng ngày mà ai mà ăn được. Cái đó là cái thời gian, mà buổi sáng là thời gian mà. Đâu phải là cơm, đâu phải là gì đâu. Nước đó sáng là gì vậy? Nó cái thời gian mà, phải không? Nó mình xài lâu nó mất cái ý nghĩa, cái từ đó mình xài. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, chanh tức, chanh trâm. Mục đi tà. Mục đi ta, cái này là tùy hỷ. Mục đi ta. Mục đi ta là xa, tha tu xa tu. Người ta chia phước cho mình. Mình có cái tâm này nè. Cái tâm sở này nè. Mới mình quan hỷ là xa tu xa tu xa tu. Người ta được an vui. Người ta làm ăn khá. Cũng là mình tùy hỷ với người ta, cái đó là cái tâm thiện. Rồi cái cuối cùng là cái trí tuệ. Như vậy là tất cả mình đọc rồi, nhóm thứ nhất bao nhiêu, có bao nhiêu nhóm thứ nhất, mình nói nhóm lớn đi. Anh nha, Anya Samana Chetasika. Tiếng Việt là gì? Tâm sở biệt cảnh, phải không? Ở tha. Ở tha. Nó nhiều, nhiều dịch lắm. Biến hành. Có nghĩa là cái tâm sở này coi như là nếu mà sanh với cái tâm nào, cái giống là tương đương với cái tâm đó. À, rồi có thể sanh với cái sở hữu bất thiện cũng được, sở hữu tinh hảo cũng được. Như vậy là 13 cái tâm sở Anyasamana Chetasika này đó, chưa không được nói là thiện hay là bất thiện, hay là tâm hay là quả, hay là tâm tố gì đó. Không có. À. Rồi nhóm thứ nhì, tâm sở bất thiện Akusala Chetasika. Có 10, 14. 13 cộng với 4 là 27. Rồi nhóm thứ ba là Sopana Chetasika. Tiếng Việt, tâm sở tình hảo. Tâm sở tình hảo có bao nhiêu? 25.
25 cộng với 27 thành 52. Như vậy là đầy đủ rồi. Bây giờ mình đọc lần nữa. Đọc lần nữa mình học. Rồi mình học tiếp. Sapa citta sadharana citta sikang pha sa ve da na sanya citta na e jivitin triya mana sikara pakinaka citta sikang ve akka vichara adhimokha Viriya piti chanta mojatukang cetasikang moha ahirika anotapa utyaca notika cetasikang lopa emana mojatukang cetasikang dosa thì sa mai lê giang u bạch giang hay tu ca chê ta si căng hay năng bạch thang e ca vi chê cha sa vi chê ta sa tha ra na chê ta si căng sa tha sa ti hi ri tapa sa ta tra mai cha ta ta kai ya pa sa thi chi ta pa sa thi kai ya la ta chi ta la ta kai ya tam rất rất đại sắc. Yuchu kata jato chu kata virati cita sikang sama vaca sama kamat sama ajima apa manya cita sikang kang rana kita panyan triyang panyan triyat. Mình xóa bỏ cái phần này đây, phải nhanh tùy dạ. Phải nhanh tùy dạ. Yeah. Trong Bali là phải nhanh tùy dạ. Bây giờ tới cái kể ngộ, kể ngôn. Tê ra sa. Tê ra sa nhá sa ma na chạy. Mình đã đọc các sư ha. Tê ra sanh nhá sạch chạc. Tê ra sanh nhá sạch má nà chạc. Chút đặc xá. Chút đặc xá cú sờ lá tạc hà. Tạc hà. Số hạc ná bay chạc vi xà tí. Thú vị. Panya, vi panya sa pa vichare. Rồi, tất cả mình đọc. Tê ra sa nha sa ma na cha. Chút na sa ku sa la ta tha. So pa na panya vi sa ti. Vi panya sa pa vichare. Lần nữa. Tê ra sanh nha sa ma na cha chút ta sa ku sa la ta tha so pa na panh cha vi sa ti vi panh nha sa pa ui cha re. Tê ra sanh nha ma na cha ở đây là muốn nói với 13 tâm sở tương đương tâm khác. Đây. Tê ra sa. Tê là ba ra sa. Mười. Vậy là mười.
13. 13, 13 gì? 13 tâm sở Anyasamana, hoặc là tâm sở tương đương tâm khác. À. Rồi chốt đã xa cụ sở là chốt đã xa. Chốt đã xa là 10, 14. Akusala là bất thiện. Như vậy muốn nói là ở đây có nghĩa là 14 tâm sở bất thiện. Cái đoạn này là tạ tha như vậy. Sotana pancha visati. Pancha là 5, visat 20, chỉ là pancha visat bao nhiêu? 25. 25 gì? 25 sotana. Ở đây muốn nói là 25 tâm sở tình hảo. Rồi thuy panyasa, thuy có nghĩa là 2, panyasa là 50, 52. Như vậy là có tất cả. À, có tất cả 52 tâm sở. Bố có chờ đây gọi. Tâm sở gồm có 52 tâm sở chia 3 nhóm. 1. Anyasamana Chetasika, đồng sinh toàn tâm. Tỳ tâm, tâm sở gồm có 13 tâm sở. Này xói tâm sở này hay dư. Cái tỳ nó có khi là có khi không có. Cái Anyasamana Chetasika này là 7 cái tâm sở coi như là có tất cả toàn tâm. Còn lại 6 thì tùy. Có tâm thì có tâm thì không có. Như là xong ngủ xong thân có không? Pakinaka Chetasika không có, cái đó là tùy. Đây. Tùy tâm. Như vậy mình cộng cái toàn tâm và tùy tâm thì thành 12. À, 13 là 13, 7 với 6, 13. Số 2, Akusala Chetasika, bất thiện tâm sở, gồm có 14 tâm sở. 3, Sopana Chetasika, tinh hảo tâm sở, gồm có 25 tâm sở. 1, Anyasamana Chetasika. Anyasamana Chetasika gồm có 13 tâm sở này đồng sinh cùng với tất cả Akusala Chetasika lẫn Sopana Chetasika. Còn Akusala Chetasika các không đồng sinh cùng với Sopana Chetasika. Như vậy là Anyasamana Chetasika có thể là đồng sinh với Akusala Chetasika được, Sopana Chetasika được. Riêng về Akusala Chetasika không bao giờ đồng sinh với Sopana Chetasika được. Kỳ vọng, rất kỳ vọng. Ở đây muốn nói là anh 13 tâm sở này á, 13 tâm sở
anh nhà Samana chết này chết ta sĩ cát đấy này, coi như là đồng sinh với ạ cụ sở lại chết ta sắc ta sĩ cát cũng được, đồng sinh với sô và lại chết ta sĩ cát cũng được. Ngược lại đối với ạ cụ sở lại chết ta sĩ cát, đồng sinh với anh nhà Samana chết ta sĩ cát được và không bao giờ đồng sinh với sô và lại chết ta sĩ cát được. Bởi vì nó bất thiện mà, số mà nó chỉ là sanh với cái tâm thiện, tâm quả, yeah, và tâm tố, tình hảo không. Như vậy là Akusala Chitasika này là không bao giờ đồng sinh với số mà nó Chitasika. Anyasamana Chetasika gồm có 13 tâm sở này chia ra hai loại. Một, Satachitta Satharana Chetasika, đồng sinh toàn tâm sở. Toàn tâm sở. Hiểu chưa? Đồng sinh với toàn tâm bao nhiêu, toàn tâm á, tất cả tâm bao nhiêu, nhiều 89 hoặc là 121, cái đó là toàn tâm. Rồi toàn tâm sở bao nhiêu, toàn tâm sở 51. Tất cả tâm sở là 52 trừ, hoặc là mình trừ 7 đúng rồi, không phải 51. Như vậy là 52 mình trừ 7 còn nhiêu, dạ 45, ok đúng rồi 45. Tất cả coi như là tất cả, hoặc mình nói 51 cũng được. Nha. Mình nói 51 cũng được. Ví dụ là xúc này, phát sát này, xúc này. Mình trừ cái xúc này ra, mình đồng sinh tất cả là 51 còn lại. Không có trừ lần nào mà xúc này không thể sanh đồng sinh với cái tâm sở khác được. Có tâm thì có cái xúc này, phát sát này. Có tâm sở thì có cái tâm sở xúc này. Như vậy là không có trừ. Mới có cái từ là tâm sở. Đây. Cái này toàn tâm sợ. Nếu mà thêm đây nữa là thêm vô toàn tâm sợ càng tốt. Nè, cái này dễ hiểu nè. Toàn tâm sợ luôn. Đây. Toàn tâm sở có 7 tâm sở. Yeah. 2. Pakinaka cetasika, đồng sinh tùy tâm sở. Tỳ tâm và tâm sở. Có tâm thì có đồng sinh, có tâm thì
không có đồng sinh. Tâm sở cũng vậy. Tâm sở cũng vậy. Yeah. Như vậy có bao nhiêu là có? Có sáu. Có sáu. Bác khi nó cạn chị sẽ cạn. Rồi tiếp. Sapa chitta sadharana cetasika. Sapa chitta sadharana cetasika. Đồng sinh toàn tâm. Tâm sở có bảy tâm sở đồng sinh với tất cả. Yeah. Yeah, 89 hoặc 151 tâm. Rồi, bảy tâm sở đó là gì? Rồi, bắt đầu nè. Yeah. Nhớ không? Sapacitta sadharana cetasika mình nhớ không? Passa vedana sinya cetana ekagata jivitendriya manasikara. Bây giờ mình đang học này phải thuộc cái này, bảy cái tâm sở này. Mình học tới đâu phải thuộc tới đó. Passa vedana sanya cetana ekagata jivitendriya manasikara. Tiếng Việt. Xúc, thọ, tưởng, tác ý, nhất tâm, mã quyền, phải hai thứ tiếng thuộc hết. Nè, cho thuộc nha. Bây giờ sư đọc tiếng Pali, các quỷ thì đọc tiếng Việt nha. Passa Vedana Sanya Chetana Ekagata Jivitendriya Manasikara chú tâm. Chú tâm. Manasikara chú tâm. Bây giờ mình bắt đầu học tâm sở thứ nhất. Passat cetasika mình dịch cho đúng là xúc tâm sở hoặc là ngược lại cũng được, được tâm sở xúc cũng được. Passat cetasika là tâm sở tiếp xúc đối với đối tượng. Đối tượng của xúc là gì? Bao nhiêu đối tượng? Tất cả đối tượng. Phải không? Bởi cái xúc này nó sanh động sinh với tất cả cái tâm mà. Phải không? Như vậy là tâm biết cái gì, xúc cũng biết cái đó. Biết đối tượng nào, xúc cũng biết cái đối tượng đó. Phải không? Mình nói gì tóm tắt là đối tượng là sáu. Nè, sắc, hình, hương, vị, xúc, pháp. Phải không? Cái đó là đối tượng của xúc đó. Tâm sở này khởi lên tương ưng với một đối tượng. Sanh một sát na chỉ xúc được một đối tượng thôi. Không bao giờ xúc được một sát na xúc được hai đối tượng. Ví dụ là xúc cái đối tượng cảnh sát chỉ biết là cái cảnh sát này thôi.
xúc cái đó. À, kể như hành vi chạm xúc, mặc dù không có sự chạm xúc thật. À, có lúc á, mình không có va chạm mà cũng là xúc được. Như mình thấy đi, mình thấy có cái cảnh sắc nó chạm với cái nhãn tĩnh sắc của mình không? Không, mà nó xúc được, thấy không? Thấy cái thiên nhiên vậy đó. Rồi một cái mình thấy người ta ăn cái me chua, nước miếng ra, phải không? À, ở đây là sư rút từ trong cái mê linh quán đảo. À, như miệng chảy nước bọt khi thấy người khác cắt một cái xoài, hay là thấy người khác ăn cái me. Về nhiệm vụ thì mặc dù nó không liên kết phía nào, như mắt liên kết với sắc, tai với tiếng, xúc vẫn là yếu tố làm nên tác động giữa tâm và đối tượng. Xúc biểu hiện bằng sự gặp gỡ của ba thứ pháp. Một là chặt khúc có mắt nè, chặt khúc và xa đặt nhãn tình sắc. Hai là gì? Là sắc pháp, cảnh sắc, màu nè, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, cái đó là cảnh sắc. Rồi ba là nhãn thức. Đó, cái nhiệm vụ làm gì đó, làm cho ba cái pháp này nó gặp gỡ cái xúc này nè. Hoặc là ví dụ một cái nữa, như là hai con cừu nó hút nhau, chuột là nghĩa. Con cừu thứ nhất ví như là nhãn tình sắc mắt đó. Cừu thứ hai, thứ nhị là ví như là gì? Cảnh sát. Nó va chạm với nhau, nó hút, nó thường thường nó chạm nhau vậy. Cái sự mà va chạm nhau của chúng được xem là xúc. Xem là xúc. Ví dụ là hai bàn tay mình đi, một cái nữa. Bàn tay bên này giống như là gì? À, nhãn tĩnh sắc bên này. À, cảnh sắc chạm bao nhau. Cái đó là xúc. Cái xúc này. À, xúc này. À, vừa xúc thì nhãn thức cũng sanh lên cùng lúc. Mới có cái từ mình học vừa rồi á, cái bài trước là ekopana. Vừa xúc vừa nhãn tịnh sắc. À, nhãn thức. Nhãn thức cũng là sao? Vedana sanya. Vedana cũng sanh. Vedana là thọ. Thọ do xúc mà sanh.
Thấy không? Nếu mà không có xúc thì có thọ không? Không có. À, thọ xả, thọ lạc, thọ khổ sanh cũng do cái xúc này. Cho kịp không? Kịp cái ý nghĩa cái xúc này. À, nhân gần của nó, nhân gần của cái xúc này là gì? Là một ngoại trần đã đi vào sự chú ý. Trần muốn nói là cái đối tượng bên ngoài. Yeah. Vì nó khởi lên, à, khởi lên một cách tự nhiên qua phản ứng tâm thức thích hợp, tâm thức thích hợp và với một cảm quan khi ngoại trần có mặt, ngoại trần cái cảnh ngoài à, cái cảnh ngoài có mặt. Nhưng xúc nên xem như con bò bị lột da. Khổ không? Con bò người ta lột da ra đó. Cái này bò sống, con bò sống không phải là con bò chết nha. Chết thì không biết khổ đâu. Mà cái tâm nó lìa rồi. Con bò sống mà người ta lột da ra, nó khổ như thế nào? Nhất là con ruồi con này con kia đó, rất là sợ. Sợ mấy cái con đó là nếu mà có con gì mà đụng vào thì nó khổ. Đau lắm. Vì nó là trú xứ của cái cảm thọ. Thấy không? Nếu mà không có xúc thì có thọ không? Như vậy là xúc này là nhân duyên, là duyên cho thọ. Mới trong cái chú giải đã nói là nên xem cái xúc này như con bò bị người ta lột da. Có xúc mới có thọ. À, cái này đặc biệt lắm nè. Trạng thái riêng. Mỗi đêm ngày thứ hai mình học về cái trạng thái chung của tâm sở. Bây giờ mình học riêng cái trạng thái riêng. Tất cả 52 tâm sở có trạng thái riêng hết. À, có trạng thái riêng hết. Visesana lakana. À, không phải là samanya lakana. Samanya lakana là chung. Yeah. Mà cái trạng thái chung mình đã học trong cái phần cái chương 2 này là cái chung, cái đó là chung cho cái tâm sở thôi. Đây. Cái chung tất cả các pháp, danh pháp và sắc pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Cái đó gọi là samanya lakkhana. Mình hành thiền vipassana. Mình hành thiền vipassana có cái thứ nhất là nama rupa paricheta ñana. Mình biết rõ cái trạng thái này nè. Mình biết rõ cái trạng thái của danh pháp và sắc pháp. Bây giờ mình đang học danh pháp hay là sắc pháp? Danh pháp.
Như vậy mình đang học Vipassana rồi. Yeah. Vipassana thứ mấy? Số mấy? Mới có đầu tiên. Thứ nhất đó. Nama Rupa Parichetanyana. Chia rõ cái nào danh pháp, sắc pháp có trạng thái như thế nào. Này. Cái từ Pali là Lakkhana Dicatukka. Lakkhana Dicatukka là có trạng thái là cái đầu tiên. Có trạng thái. Để tiếp là gì? Là phần sự. Tiếp là gì? Là thành tựu. Tiếp là gì? Là nhân. Nhân cần. Đây nè. Hasana Lakkhano. Tiếp xúc với đối tượng là trạng thái của xúc tâm sở. Ngoài cái tâm sở ra không có ai mà xúc. Không có cái pháp nào mà có trạng thái giống như cái xúc này, cái xúc tâm sở này. Như vậy là cái trạng thái này. Cái trạng thái là cái xúc. Đây là tiếp xúc này. Làm cho tâm, làm cho sở hữu tâm khác tiếp xúc với cái đối tượng là do cái xúc này. Hai, sang thật đặt đã ra số liên kết ba pháp. Ba pháp hồi nãy đó là gì? Mắt. Gì nữa? Cảnh sát và thức, nhãn thức hoặc là nhĩ thức. Ở đây là ba pháp là đối tượng nè. Đối tượng muốn nói là gì? Cảnh sát. Môn muốn nói gì? Môn á, mặt, đúng rồi. Vì cái môn muốn nói là sao môn? Cái đối tượng là cũng là muốn nói. Cái này nó nói chung á, gồm á, gồm lại á. À, đối tượng là sáu đối tượng nha. Đối tượng thứ nhất là gì? Sắc. Thứ nhì, thân. Thứ ba, hương. Thứ bốn, thứ tư, vị. Thứ năm, xúc. Thứ sáu, pháp. À, rồi bây giờ mình biết rồi, mình học, mình nhớ rồi. Bây giờ môn, sáu môn là gì? Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, pháp. Ý môn, không phải pháp. Cái này là cái sắc pháp bên trong. Rồi, thức nè. Thức nè. Cái thức tâm. Nhãn thức, nhĩ thức. Tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ý thức. Ba cái nó, cái phần sự của nó, phần sự của cái tâm sở xúc này nó là làm vậy đó. Đã, liên kết ba pháp.
Nà, với nhau là phần sự. Ba cái pháp này, này nên nhớ à, mình làm cái gì, làm cái dấu dùng là sơn màu vàng hay màu gì đó, để cái phần sự của cái xúc này, này, cái tâm sở xúc này, này là làm gì. Mình càng học mình càng mất đi cái ngã. Đó. Cái ngã chắc là ta đó. Ôi ta xúc cái này mềm, xúc cái này cứng. Mà thật sự phần sự làm cái liên kết cái xúc là đâu phải mình đâu. Ai xúc đây? Cái tâm nó sợ mà. Cái tâm sở nó xúc đâu hay mình đâu. Bây giờ ba cái đó có mình trong này không? Bây giờ mình tìm trong cái đối tượng là có mình không? Không có. Bây giờ mình tìm trong cái đối tượng là không có mình. Bây giờ mình tìm trong cái môn này có mình trong đó không? À, nhãn môn có mình không? À, có ta trong đó không? Không có. Nhĩ môn có gì? Tị, thiệt, thân, ý cũng là không có mình. Bắt đầu mình tìm nó có rồi nè, thấy không? Càng học càng mất đi, đừng càng học càng ôm lại cái đó, càng khổ, càng học càng khổ, càng học càng mất đi cái ta không có, cái đó là mười là càng học càng mất đi cái khổ. Nó còn ví dụ là mình khổ 1.000 mình bớt một cái. Từ đó. Đừng có càng học gì. Ừ, ta hơn người ta. À, mình hơn người ta. Đó, mình biết biết nhiều pháp. Đó, cái đó càng càng học thì càng càng khổ thêm. Đó, nó dính. Học để có thêm là khổ. Nếu mà học để hết đi an toàn. Nhớ ha, học để hết đi ấy, thì được an toàn. Nếu mà học để được cái gì đó, cái đó là càng khổ. Ôi đi học đây đâu có được cái gì đâu, già rồi đi học gì nữa. Cái đó là học để, nếu mà muốn học để mà được cái gì đó, cái đó là học nó khổ thêm, được cái khổ thêm thôi. Nếu mà người ta nói như vậy, mình nói là tôi không phải đi học quy y pháp để mà được cái gì, thật sự tôi đi học để mà mất đi cái gì, mất đi cái ta, phải không? Cái tự ngã đó nó mất đi, càng học càng mất đi, cái đó mới rõ đúng chân pháp. À, mới học đúng chánh pháp, mới hiểu đúng chánh pháp. À, như vậy là phần sự của cái xúc tâm sở là liên kết ba cái pháp này. Đối tượng, môn và tâm thức. Rồi được cái gì? Thành tựu này, Sanipatapajjhapatthano, sự tụ hội lại với nhau, là tụ hội lại với nhau là quả hiện hữu của xúc tâm sở. Tụ hội là gì? Tụ hội gì? Đó, tôi hỏi ba cái pháp đó, đó là cái thành tựu của cái tâm sở này. Rồi bây giờ tới cái gì cũng có cái nhân, không có nhân thì không sanh được. Như vậy pháp sát cũng có cái nhân, cái tâm sở xúc này cũng có cái nhân của nó, là
Anna apa tak gak apa tak gak tak visaya phải chụp bức hình nào tiếp cận trực tiếp à, tiếp cận trực tiếp với đối tượng là nguyên nhân, là nguyên nhân gần đó, tiếp cận. Nếu mà không có đối tượng là xúc không có à, không có đối tượng là xúc không có. Đừng nói xúc, tâm cũng không có nữa. Thấy không? Không có đối tượng. À, các sư và Phật tử mình học vi diệu pháp mình coi coi, mình kiểm coi. Có lần nào mà tâm sanh là không có đối tượng không? Dạ. Yeah. Có không? Nếu mà có thì nêu lên cho sư cả biết vậy. Không có. Không có. 89 tâm này coi như là sanh lên, tâm nào sanh lên cũng có đối tượng. Kể cả tâm siêu thế cũng vậy, cũng có niết bàn là đối tượng. Nha. Có niết bàn. À. Cái này đơn học nha. Đại hành. Đại hành. Học làm gì? Đại hành. Mà trạng thái của xúc mình không biết nữa mà sao Vipassana được? Thấy không? Rồi cái xúc tâm sở làm cái gì, phần sự của nó cái gì mình không biết. Cái không biết đó làm cho mình hiểu sai, chấp sai. Kể cả là mình hết, mình làm hết, đi xúc, mình xúc. Mình xúc chạm cái này, mình xúc chạm cái kia. Mình nói được, mà đừng mình hiểu, mình đừng hiểu lầm. Mình chấp là mình xúc. Cái đó là không phải rồi. Vì mình lên, mình lên học. Không nói cho người ta nghe được, cũng là mình phải nhớ trong cái tâm mình, đó, mình nhớ được, mình hiểu được cái trạng thái. Passajetasika xúc tâm sở nó có trạng thái tiếp xúc với đối tượng. Xúc tâm sở thuộc về danh pháp. Đây, ngay thẳng luôn là danh pháp, không phải là sắc pháp. Có phần sự liên kết đối tượng với môn để tâm thức phát sinh. Liên kết như sao? Đây, liên kết này. Cái này cái ngài hộ pháp. Tài liệu của ngài hộ pháp sự đấy rồi. Đối tượng sắc tiếp xúc với nhãn tịnh sắc để nhãn thức tâm phát sinh nhìn thấy đối tượng sắc. Thấy không? Nó vậy đó. Nó liên kết vậy đó. Đối tượng âm thanh tiếp xúc với nhĩ tịnh sắc. Âm thanh đó, nó tiếp xúc với cái nhĩ tịnh sắc. Cái tai á, cái lỗ tai đó. Lỗ tai. Đây nhĩ thức tâm phát sinh nghe đối tượng âm thanh, vân vân. Như vậy mình làm sao mình làm cho nó rộng hết cái đối tượng đi. Âm thanh gì thì gì nữa? Hương, quỷ, xúc, pháp, nó liên kết gì đó. Rồi, như vậy cho nên Pasa có 6 loại. Chakhu Sampasa, nhãn xúc. À, Sota Sampasa, nhĩ xúc. Ba, Hana Sampasa, tỷ xúc. Bốn, Chivaha Sampasa,
thiệt xúc. Năm, kaya sampasa, thân xúc. Sáu, mano sampasa, ý xúc. À, ý xúc. À, người ta hỏi là xúc có bao nhiêu? À, mình nói là sáu loại. Là tất cả đó. Sáu loại xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Có cái nào chưa bắt được không? Hiểu không? Hiểu không? Ok. Cái đối tượng mình hồi lúc tái sinh ấy, lúc tái sinh là có đối tượng gì? Đây lúc hậu kiếp cũng có cái đối tượng đó. Nên nhớ ha. Lúc cái người đó, ông A này tái sinh bằng cái tâm nào, rồi có cái cảnh nào, tới hậu kiếp hàng ngày ấy cứ cái tâm đó, rồi biết cái đối tượng đó, không có khác một chút nào hết, giống nhau hết. Bây giờ tới tâm sở thứ nhì. Tâm sở thứ nhì là quê đắc nà chê ta si ca, thọ tâm sở. Thọ là mình nhẫn á. Là tâm sở cảm thọ trong đối tượng. Trong Malinda, trong Malinda Tanh Ha, Milinda Quán Đạo, Milinda Tanh Ha, có ví dụ này, ví dụ rất là hay. Trong đại sư coi trong đó rồi, mới sư rút đó để nếu mình học tài liệu có sẵn, ít lắm, khó hiểu lắm. Vì sư cả tìm đọc cái tài liệu này, tài liệu kia, mà một cái mình thua, một cái là đọc rồi không có nhớ hết. Bởi vì mình cố gắng lấy cái chữ đó để đây rồi giải thích để phụ đó, có tài liệu ở đây á. Hy vọng là học viên của mình là hiểu, lấy nhiều tài liệu gồm vô cái một tài liệu để mà bài giải trên lớp này. Như người nào đó làm việc phục vụ cao quý đến đức vua, đức vua hoàn hỷ ban phần thưởng cho người ấy. Với phần thưởng ấy, người ấy đạt được, có được, hưởng được năm phần dục lạc. Năm phần dục lạc cái gì? Sắc đẹp, âm thanh hay tốt, thì hương thơm, vị ngon, xúc tốt, cái đó là năm phần dục lạc. Ngũ dục là chung, cái này là dục lạc mà. Nếu mà nói ngũ dục thì khổ, có khổ trong đó. Đây là sắc không đẹp nè, rồi
âm thanh không tốt nè, không có mềm mại đó. Mà cái này là người ta nói là dục lạc là đối với chư thiên là hưởng cái dục lạc rất nhiều. Cái đây là dành cho người tạo cái phước thiện, cái dục lạc. À, người nào mà tạo cái phước thiện nhiều là hưởng được cái năm cái phần dục lạc nhiều. Bây giờ tiếp nha. Người ấy khởi ý như sau: trước đây quả là ta đã làm việc phục vụ cao quý đến đức vua. Đức vua hoàng hỷ đã ban phần thưởng cho ta đây. Do nhân ấy ta đây nhận biết thỏ này có hình thức như vậy. Đây một cái á. Hoặc là giống như người nào đó đã làm việc thiện, do sự thoại ra của thân, cái như là chết đi á, do sự chết đi được sanh vào chốn an vui cõi trời. Tại đó người ấy đạt được, có được, hưởng được năm phần dục lạc thiên đường. Người ấy khởi ý như sau: trước đây quả là ta đã làm việc thiện, do nhân ấy ta đây nhận biết thỏ này có hình thức như vậy. À, có hình thức như vậy, cái này là mình khỏi, mình xóa bỏ cũng được đó, cái phần dưới này. À, như vậy là cái thỏ nó từ đâu ra? Cái nhân cần, nhân cẩn ở đây là gì? Là xúc, là xúc. Mà người, có người thì có cái xúc được cái cảnh tốt, năm cái phần dục lại nhiều. Thì có người thì khổ nhiều. Tại sao đây? Là do cái nghiệp, thấy không? Do cái nghiệp. Như là ông này ông làm việc tốt cho đất nước, nhà vua thì ban cái ban cái quà cho mình. Trong kiếp này mình tạo cái phước thiện nhiều, mình đi sanh cõi trời. Mình nói mình như đi nghệ dễ dễ mà hiểu. Đó là ai ban cho mình đây? Là cái nghiệp mình làm đó. Cái nghiệp mình làm đó. À, này, như lấy cái thỏ là mình nhận được. Cái thỏ đó là mình nhận được. Rồi cái sự nhận được là được cái tốt, cũng nhận cái xấu, cũng nhận. Bây giờ cái thỏ này, thỏ khổ cũng có này, thỏ xả cũng có này, thỏ lạc cũng có này. Thỏ khổ dành cho ai? Dành cho người làm cái bất thiện nghiệp. Thọ lạc dành cho ai? Cái người làm cái nghiệp thiện. Rồi thọ xả dành cho ai? Người làm mà làm vừa vừa thôi, phải không? Làm phước thiện cũng là vừa vừa thôi. Ta làm cũng làm với người ta, người ta tu cũng tu người ta mà không có tính tấn. À, người ta sát sanh cũng theo người ta. Cái đó là dành cho cái thọ xả, là dành cho cái người đó. À, khổ thì không khổ bao nhiêu, lạc cũng không lạc bao nhiêu. Mình thấy trên xã hội này không, có người giàu rất là giàu,
Có người nghèo, rất là nghèo. Có người trung bình nhiều, như mình là trung bình. Phước thiện mình làm trung bình nhiều. Và mình khổ không? Không có khổ nhiều. Nha. Yeah. Không có khổ nhiều. Giàu không? Mình giàu không? Đâu, mình không giàu. Mình nói mình nghèo không? Cũng không nghèo. Trung bình. Đó. Trung bình. Mình nên biết là cái thọ đó là như cái quà mình, như là cái vật mình nhận được từ cái mình cố gắng làm cái công việc đó. Yeah. Bây giờ tới cái trạng thái này, cái đặc biệt của cái thọ này. Cái đặc biệt. Trạng thái riêng biệt của Vedana Chetasika có bốn pháp. Một, Vedana Lakkhana, cảm thọ đối tượng là trạng thái của thọ tâm sở. Cảm thọ là mình nhận được, mình cảm thấy vui, mình cảm thấy buồn, cái đó là cảm thọ. Mình cảm thấy đau đó, cái đó là cảm thọ, cũng là cảm đau. Rồi mình cảm thấy là đau cũng không đau, mà lạc cũng không lạc, cái đó là gì? Là cái sạc. Cái sạc. Rồi phần sự của thọ này, thọ tâm sở nè. Anupava. Anupavana rasa. Anupavana rasa. Hưởng. Hưởng được nè. Hưởng được cái gì? Hưởng vị của đối tượng. Đối tượng bao nhiêu là 6 đối tượng mình nói hồi nãy đó. Hưởng cái vị đó. Là phần sự của thọ tâm sở. Rồi cái thành tựu số 3. Sukha dukha. Sukha là gì? Là dukha là gì? À. Paccuppatthana. Cảm thọ lạc hoặc khổ là quả hiện hữu của thọ tâm sở. À, được cái gì đó, được. Cái thành tựu của thọ là cảm thọ lạ hoặc là khổ. Rồi, cái nhân Passapanatthana. Có Passap. Passap là xúc đó. Nha. Yeah. Là nguyên nhân gần phát sinh Vedana Chetasika. Có xúc mới có thọ. Có thọ mới có ái. Phải không? Có thọ là mới có ái. Các bậc A-la-hán là có xúc có thọ mà không có ái. Các ngài cắt đứt này, cắt đứt cái dây xích đó. Cái ngài cắt đứt này thì phàm nhân có thọ có ái. Người khổ, người thọ khổ là một cái gì? Ái là gì? Muốn được, muốn hết hết cái khổ, muốn được cái an lạc.
người được tho lạc thì muốn được cái lạc thêm nữa. Bây giờ lạc 50 muốn được 100, thấy ái không? Đó, vậy đó. Mà bậc thánh A-la-hán là không có. Do cái không có đó là không có khổ. Sanh khổ, già khổ, chết khổ là không có nữa. Cái phàm nhớ rồi. Do cái ái này nè, diệt được cái ái này rồi là hết khổ rồi. Niết bàn đó. Niết bàn ngay cái chỗ đó, ngay lúc đó. Bây giờ muốn đi niết bàn không? Muốn không? Làm sao diệt được cái này này? Mới hết linh hồn. Làm sao diệt được cái ái này nè? Thỏ bình thường mình không diệt được. Chỉ là diệt cái ái này. Cái ái này. Cắt cái đứt. Khổ cứ khổ đi. Lạc cứ lạc đi. Bởi mình cái đó là cái do cái mình hưởng được cái nghiệp. Cái quả của nghiệp mà. À, kệ. Người ta cho cái gì mình nhận cái đó. Mà không nghĩ tới cái cảnh ngoài, cái mình hưởng được đâu. Đó mới mình hết khổ. Yeah. Vậy là nhân gần nhất, nhân gần của phát sắc này, của Vedana là phát sắc, là xuất. Vedana cetasika, thọ tâm sở nhận biết hoặc cảm thọ trong đối tượng, nếu phân loại theo cảnh thọ trong đối tượng tốt, đối tượng xấu, đối tượng trung bình, không tốt, không xấu thì có ba loại. Thọ có ba loại, có năm loại. Nếu mình phân theo cái đối tượng á, thì có ba loại thôi. An lạc, khổ, thọ khổ và thọ xả. Bây giờ số 1 nè. Cam thọ an lạc trong đối tượng tốt gọi là Sukha Vedana. Sukha Vedana dịch là thọ lạc. Thọ lạc. 2. Cam thọ khổ trong đối tượng xấu gọi là Dukkha Vedana. Dukkha Vedana là thọ khổ. Thọ khổ. 3. Cam thọ không lạc, không khổ trong đối tượng trung bình gọi là Dukkha Sukha Vedana, thọ không khổ không lạc. À. Yeah. Không khổ không lạc. Phân loại thọ ba loại theo đối tượng gọi là Aramana. Aramana Nupakwana Lakkhana. À, cái là chia theo cái cảnh á, cái đối tượng á. Cái cảnh Aramana Pavana. Nhưng nếu phân loại theo tâm, theo thân và tâm. Theo thân và tâm thì cảm thọ là có năm loại. Yeah. Thì thân á, phần thân thì có hai cái loại thọ. Lạc và khổ. À, phần tâm thì có ba loại. À, thọ gì?
À, đây thọ hỷ, thọ ưng và thọ xả. Ba. Bây giờ hiểu không? Nếu mà theo đối tượng thì thọ là có ba loại. Nếu mình chia theo, mình phân loại theo theo thân và tâm thì có năm loại. Hỷ, ưu, xả. Thân là có hai, là lạc và khổ. Thân loại thọ có năm loại theo thân và tâm làm chủ, gọi là antriyapheda vedana. Không phải là aramana nupavana là thân loại theo thân và tâm chủ. Vedana có sáu, có sáu. Chakkhu sampassa vedana có cái cha này là sinh đó, nè, nhãn xúc sinh thọ. À, nhãn xúc sinh thọ. Sota sampassaccha vedana, nhĩ xúc sinh thọ. Cái này nó mình học cái gì nó có hết cái ý nghĩa. Nó hết cái ý nghĩa. Nó chính xác. À, ba Hana sampasaccha vedana, tỷ xúc sinh thọ. Bởi vì người ta nói là thọ có ba cũng được, năm cũng được, sáu cũng được. Đừng có cãi người ta nhé. Đó, người ta nói ba, người ta nói nó theo cái cảnh, phân theo cái cảnh. Rồi người ta nói năm thì phân theo cái thân và tâm. Rồi hoặc là theo cái chủ đấy, làm chủ antriya vedana. Sao loại khana sampasaccha vedana, tỷ xúc sinh thọ. Chi và ha sampasaccha vedana, thiệt sinh thọ. Kaya sampasaccha vedana, thân xúc sinh thọ. Mano sampasaccha vedana, tỷ xúc sinh thọ. Đó rồi, tới giờ rồi. Cố gắng nha, cố gắng để ý từng cái. Mình học xong á, mình hiểu cái tâm sở xong, mình đọc cái Nikaya đó, ôi hoan hỷ lắm, hiểu. Idam vi puñyam asava khaya vaham hotu. Idam vi puñyam nibbana sapajyo hotu. Mama puñya bhagam sarvasattanam bhajami. Esa pe me samam puñya bhagam labhantu. Sadhu sadhu sadhu.